Có lẽ nói đến dòng loa sạc pin Vega thì nó đã quá nổi tiếng rồi. Các bạn biết là những cái dòng loa sạc pin Vega để nghe nhạc chuyên nghiệp trong gia đình và chúng ta lại sử dụng để hát karaoke, thì các bạn thấy điển hình như những dòng D9, D5, D7, rồi những dòng FE, rồi những dòng DX mà các bạn thấy anh em bán rất là nhiều. Nhưng ở đây thì các bạn nhìn thấy đây là một cặp loa full để chuyên hát karaoke của thằng sạc pin Vega Mỹ. Đây là mẫu sạc pin Vega 15B. Tôi nhắc lại, đây là mẫu loa sạc pin Vega 15B, một trong những mẫu loa đình đám và đã rất nhiều người đang sở hữu và nhiều người đang đi tìm để mua. Các bạn thân mến, đây là cặp loa sử dụng bát 40. Cặp loa sạc pin Vega 15B có rất nhiều những cái tính năng kỳ diệu. Thông thường những dòng loa full như thế này thì các bạn thấy nó sử dụng hai đường tiếng với một bát và một mid jack thôi. Nhưng đây lại là dòng loa ba đường tiếng, và loa ba đường tiếng thì bao giờ cũng thế, nó cũng sẽ cao cấp hơn. Đương nhiên rồi, và các bạn thấy đây là một trong những mẫu loa nó thiết kế có cái sự sang trọng khi người ta sử dụng vỏ bọc nỉ để chống bụi và nó phù hợp với những nội thất của các gia đình hiện đại hiện nay. Các bạn nhớ là tất cả mọi yêu cầu về mua sắm hay tư vấn phối ghép, các bạn nhớ gọi điện hay nhắn tin theo số điện thoại đang hiển thị phía trên góc phải của màn hình. Và những bạn có Facebook nhớ dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Bạn nào có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio nhớ gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp và những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Nói về những dòng loa của Mỹ thì ai cũng yêu thích rồi, từ Electro Void rồi đến sạc pin Vega, đến JB, đến Infinity, rồi những dòng ETC vân vân, và mây có thể kể ra hàng trăm những thương hiệu. Nhưng ở đây các bạn thấy đây là cặp loa mà tôi vẫn nói các bạn rồi. Đối với những cái thằng sạc pin Vega của Mỹ ấy, thì nó hay ở một cái điều ấy là những cái loa nghe nhạc chuyên nghiệp ấy thì có khả năng chịu đựng một vài mẫu lại có thể hát karaoke, và đặc biệt là nó có cái sức mạnh rất lớn của những cái dòng loa mà chúng ta hay hát karaoke. Ví dụ như những mẫu loa sạc pin Vega để nghe nhạc chuyên nghiệp như mẫu D9, D9 công suất của nó lại 400 đến 450W, chưa kể những dòng U, những cái dòng hit xuất vào châu Âu công suất có thể lên đến 500W một thùng. Và các bạn thấy là rất nhiều cặp loa full công suất của JB đấy, công suất thì khoảng 250W hay 350W thôi. Đấy, thì các bạn thấy rất là rõ. Thế nhưng mà các bạn thấy là một cái điều kỳ diệu ấy, thì những cái thằng sạc pin Vega, những cái thằng dùng để karaoke này, thì nó lại có chất âm chuyên nghiệp của cái dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp của Vega. Mỗi Vega nó làm cái điều này thôi. Đấy, trong cái việc mà chúng ta hát nhưng nó lại có cái chất âm vô cùng tinh xảo của những cái dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp. Ở đây các bạn nhìn thấy đây, con này là con sạc pin Vega V15B như tôi đã nói rồi. Ở đây các bạn nhìn thấy rất là rõ, V15B thì nó có 15 trơn, 15A, 15B, 15B thì các bạn thấy rất nhiều người yêu thích. Ở đây thì các bạn thấy là nó có một cái công tắc đánh phòng rộng, phòng hẹp. Ở chế độ vocal này này là cái lời nó mạnh và các bạn sẽ mở trong những cái không gian mà các bạn cần tăng cái lời lên, kể cả nếu thấy không gian nó rộng quá hay là các bạn thấy cái không gian của các bạn mà nó hút lời, nó tiêu âm quá thì các bạn có thể bật về chế độ vocal. Còn không, để chế độ playback thì nó sẽ cho cảm giác là âm thanh sẽ chuyển sau, vòng sau, và chúng ta cần phải tăng âm lượng nhiều hơn. Chính vì vậy mà các bạn thấy người ta hay nói là đánh chế độ phòng rộng, phòng hẹp là như vậy. Các bạn thân mến, ở đây là một trong những cái mẫu loa mà tôi đã nói các bạn rồi, nó sử dụng tới 3 đường tiếng ở đây nhé. Thì các bạn thấy này, một loa bát 40 khủng, bát 40 gần xếp vải hai lớp. Đấy, công suất chịu đựng rất là mạnh mẽ rồi. Và các bạn thấy ở đây là một loa trung lời. Loa trung lời đó là một cái loa kèn lớn giúp cho giọng của các bạn nó sang sảng rất là mạnh. Những người giọng yếu hát đầy phê lắm, thấy giọng mình khỏe như ca sĩ ấy. Còn đây là một con chép cóc. Đấy, con chép này quánh chép rất là tí tách. Và các bạn thấy là cái vỏ của nó là vỏ nỉ, thì có cái tác dụng, một là các bạn thấy là bụi bặm hay là nó không giống như trên, nó không bị bám bụi như những cái dòng khác, các bạn chỉ cần phẩy qua là nó sạch. Thứ hai nữa là cái vỏ nỉ nó tạo ra sang trọng nếu nhà các bạn giải thảm thiết như này. Đấy, hầu như bây giờ nhà ai cũng đều giải thảm. Và các bạn thấy nó rất là phù hợp với những không gian, kể cả bày bàn ghế sofa hay là bàn ghế gỗ mà chúng ta có cái lót nỉ ngồi, nó cũng rất là hợp. Đấy. Cặp loa này thì các bạn thấy là hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều anh em đang bán với những mức giá khác nhau. Tuy nhiên đây là một trong những mẫu loa có độ nhạy cao và có rất nhiều các tính năng. Và cách đây ít lâu thì tôi có cả cái mẫu lớn, hai cái cặp mẫu 15B này, cặp 15 trơn này, 15A này, kể cả cặp bát 50 anh em ở Sài Gòn đã lấy rồi. Và hiện nay tôi còn cặp này, đây là một cặp đẹp xuất sắc, và các bạn có thể sử dụng những con đẩy rất là nhỏ thôi, kể cả những con đẩy của Crown hay là những con đẩy của DB, những con đẩy của PS hay là CAF vân vân, tức là hầu như những con đẩy bình dân đều có thể đánh vào cặp loa này. Các bạn có thể sử dụng vang cơ hay vang số, nhưng tôi khuyên các bạn nên sử dụng vang số đánh thì sẽ khai thác được triệt để cái chất âm của những cái thằng sạc pin Vega cao cấp như này. Chất âm của nó sạch lắm. Đấy. Và trong khi mặc dù nó là loa bát 40, nhiều bạn sẽ hỏi là có gần thêm loa siêu trầm không? Nhưng có điều kiện các bạn cứ mua lấy một loa siêu trầm. Loa siêu trầm hiện nay cho tôi bán rất là nhiều, 6 triệu đồng thôi, bát 30. Đảm bảo các bạn có loa siêu trầm thì cái giọng hát các bạn bao giờ cũng ấm, cũng mượt, cũng dày hơn. Điều này tôi đã nói trong một cái video clip nói về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của loa siêu trầm trong một dàn máy karaoke cũng như trong một dàn máy nghe nhạc chuyên nghiệp. Các bạn thân mến, cặp loa này có mức giá như tôi đã báo là 22 triệu đồng.
thì các bạn có thể sử dụng vào cái việc mà hát karaoke trong gia đình ở bất cứ cái không gian 5, 6 hay 70 mét quay về, các bạn cứ hát thoải mái. Kể cả nhiều bạn đến phòng của tôi, thấy là phòng của tôi 125 mét tôi vẫn test những cặp loa này mà các bạn thấy nghe rất là đã đời. Các bạn nhớ là khoảng cách giữa người ngồi đến loa thì nó quan trọng hơn là cái diện tích của phòng, các bạn nhớ như vậy nhé. Đó là một cái mẹo trong việc chơi audio. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, tôi sẽ dừng video clip này ở đây. Xin chào, tạm biệt.